Ngon SEO, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình và mình là Cối Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của Chân Chiều Rực Rỡ nha các bạn. Trên tay mình là tiến hành kêu siêu và chính là tập 4 của Chân Chiều Rực Rỡ. Em ta sẽ cùng khám phá bên trong Chân Chiều Rực Rỡ này sẽ có những gì các bạn. Câu chuyện là 13, 18, số trang của tập này là 172 trang nha các bạn, trọng lượng khoảng 190g. Và siêu đó cũng khá không ép nha. Đối với phiên bản đặc biệt thì chúng ta có giá quanh quẩn là 58 ngàn nha các bạn. Nhưng bạn mua chứ không phải quanh quẩn nhiều hơn, giảm sâu hơn tùy mã nha. Và đây là cái quà tặng đầu tiên, chúng ta sẽ có một cái bookmark 500 nha các bạn, rất xịn sò, nhưng mà cái này nó bằng cao su dẻo chứ không phải là bằng kim loại nha. Mình khá đáng tiếc mình tứ cưỡng là kim loại các bạn. Chúng ta được thêm một cái kẹt 3D nữa, khá là xịn sò nha các bạn. Đây, kẹt 3D khá là xịn sò luôn. Thì chúng ta sẽ được một cái bìa rơi, bìa không được các bóng nha các bạn, khá là đáng tiếc. Đây là bìa của Chân Chiều Rực Rỡ tập 4 nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ có tem màu xanh, nó chính là tem của phiên bản đặc biệt Chân Chiều Rực Rỡ. Đây, phía sau sẽ có tóm tắt của tập 4. Bên trong chúng ta sẽ có một bìa keo mao, bên trong nó in như giấy BB80 hoàn toàn trắng đen và không có trang màu nào hết. Chuyện được gia công 5.000 bản. Chân Chiều Rực Rỡ tập 4 sở hữu dung mạo yêu kiều và cách hành xử tinh tế cô nàng Takigumi Joy, được gọi là hoàng tử, sẽ đi gặp Ichimura, đàn anh khóa chân có biệt danh hoàng tử. Joy quyết định hẹn hò với anh ta để kiểm chứng vì một lý do chẳng ngờ tới. Ban đầu Joy khá dè chừng, những ngày qua ngày cô trở nên bối rối vì nhận ra cảm xúc của mình đang dần thay đổi. Mặt khác, với Ichimura, sự hiện diện của Joy trong lòng anh cũng đã trở nên vô cùng quan trọng. Vì thế anh thấy ghen với Ori, một hoàng tử mới ở chỗ làm hiềm của Joy. Lúc sắp hết thời hạn hẹn hò kiểm chứng, hai người họ lại cãi nhau. Liệu chuyện tình nhập nhăng giữa cả hai sẽ đến đâu? Rồi mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua tập 4 của Chân Chiều Rực Rỡ. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.